Chào các bạn. Bây giờ là 18 giờ 40, tức là 6 giờ 40 phút thứ ba ngày 30 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch năm 2020. Chiều hôm nay ở Lục Ngạn mình đã bắt đầu mưa. Và từ ngày mai trở đi có một đợt mưa mới. Cho nên hôm nay mình sẽ kiểm tra xem những cành linh sam mình dâm. Sau khi mình dâm xong mình đậy lá lên mà mình đậy cái lưới đen này lên. Cũng như là mình dỡ cái lưới đen che cái cây dâm, linh sam và sam hương dâm. Che hẳn ra, dỡ ra và tranh thủ trời mưa mình dỡ ra cho cây nó mọc, không thì nó che kín quá không mọc được. Bây giờ mình thử dỡ ra các bạn xem. Thứ nhất mình dỡ luôn những cây gần gần đây xem tình hình như thế nào. Mình mọc rồi các bạn ạ. Ôi cành mất trên. Đây mọc rồi các bạn ơi. Mình dâm thẳng đất đi nhá. Mọc rồi. Ôi cái này hơi héo lộc. À đã mọc rồi các bạn ạ. Thế bây giờ mình dỡ xong mình quay các bạn xem cùng nhau tham khảo. Mình đã bới xong. Mình bỏ cái lưới che ra và bới tất cả các lá rác ra. Thì qua quan sát của mình cây đã nhú lọc của các bạn ạ. Hay lọc tùy cây, cây dài cây ngắn. Ôi cây này cắm ngược mà. Đây này, đây này. Tuy nhiên nó bị che cho nên nó trắng trắng. Một số cây này, chúng ta nhìn này. Cái tầng phát sinh nó nổi u lên. Mọc rất khỏe các bạn ạ. Tuy nhiên trắng trắng. Qua đây mình thấy là dâm thẳng xuống đất cũng được các bạn ạ. Không cần phải dâm vào cát. Sau khi chúng ta dâm vào đất cho nó mọc xong đã. Ui cây này chẳng cắm xuống. Vừa cắm xuống nó mọc không? Sau khi dâm nó mọc nhiều, bắt đầu chúng ta mới cho vào chậu hoặc cho vào cái túi để chúng ta dâm. Đây, cái tầng phát sinh của nó còn nổi cục này. Sần ra đây. Một số còn mốc mốc trắng trắng các bạn ạ. Đều nhú hết rồi. Nhú tương đối đẹp. Đây. Nhú khỏe lắm. Hầu như đều nhú. Vậy là dâm mấy cây sam hương lại dễ thôi. Đây các bạn nhìn những cây to đây nhé. Cành to đây. Mình đếm này. Một cành này nhú này. Hai cành nhú, ba cành nhú. Bốn cành nhú. Năm cành nhú, sáu cành nhú. Nhú hết. Tỷ lệ nhú tương đối cao. Xem bên trong này xem nào. Đây những cành to nhá. Đây cành to đây, nhú rồi. Đây cành này nhú này, đây cái tầng phát sinh nổi cục này. Đây, đều nhú hết rồi. Chào các bạn nhá. Thời điểm bây giờ là 7 giờ kém 5. Mình gọi là 6 giờ 55 phút ấy, hoặc là 18 giờ 55 phút. Và mình dâm cả chỗ này và trên cái cây dâm trên cây gì nhỉ, cây túc mới hết 1/2 của cây, ta một nửa của cây, còn là nửa cây và một cây nữa dâm rất nhiều. Đây gốc ở đây các bạn, mình mới dâm hết một nửa thôi, một nửa cây này. Vậy lúc nào rỗi rãi mình lại dâm tiếp. Vậy lúc ấy mình dâm mình bận, mình vội quá, không thì mình lấy tất cả những cành con dâm được hết, cành như cành tăm dâm, à cành đũa dâm được hết, nhưng mình chỉ lấy cành tươi to, còn cành nhỏ mình không dâm nữa. Về đợt này coi thi và làm điểm các cháu học sinh xong, mẹ xơi xáo lại toàn bộ vườn này và sửa một số cây. Ôi cái đường bây giờ không đi nổi các bạn này, cùi xuống cùi thấp xuống, xơi xáo sửa lại một số cây. Sau khi sửa cây xong mình tiếp tục dâm sam, dâm hết lần này. Chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Mình về mình đăng video đây.